Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Hơn 60 doanh nghiệp đăng ký mới từ đầu năm tới nay. Với hàng loạt các lễ hội đầu xuân hấp dẫn được tổ chức, thị xã Sapa dự kiến đón trên 100.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đầu xuân đến thăm làng tỷ phú trồng hoa tại xã Tả Phìn. Trong phần tin trong nước và quốc tế, du khách thích thú du xuân đường sắt Cát Linh Hà Đông. Thái Lan thu hút khách du lịch quốc tế nhờ miễn visa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 62 doanh nghiệp, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký 430 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đăng ký mới chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng. Tính đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt gần 7.400 doanh nghiệp với tổng nguồn vốn đạt 96.000 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 3.500 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động và gần một nửa trong số đó thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Năm 2024, Lào Cai phấn đấu thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp. Đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp hoạt động hiệu quả chiếm 60%. Từ hôm nay 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán, nhiều lễ hội đặc sắc tại thị xã du lịch Sapa chính thức được khai mạc. Trong đó có lễ hội Khèn Hoa, Ngày hội các dân tộc và Hội Xuân mở cổng trời Phan Xipang khai mạc tại khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend. Điểm nhấn là Ngày hội các dân tộc với chuỗi 5 lễ hội đặc sắc của các dân tộc Mông, Tày, Dao Đỏ, Sa Phó và Giấy, kéo dài từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3. Các lễ hội dịp đầu xuân cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt dịp đầu năm mới. Du khách có dịp trải nghiệm nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân địa phương qua các lễ hội Gầu Tàu của dân tộc Mông diễn ra từ ngày 13 tháng 2 đến 14 tháng 2, lễ hội Lồng Tồng dân tộc Tày từ 17 tháng 2 đến 18 tháng 2, lễ hội Put Tồng dân tộc Dao Đỏ từ ngày 24 tháng 2 đến 25 tháng 2, lễ hội Quét Làng dân tộc Sa Phó từ ngày 2 tháng 3 đến 3 tháng 3 và lễ hội Róng Pọc của dân tộc Giấy từ 9 tháng 3 đến 10 tháng 3. Dự kiến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Sapa đón trên 100.000 lượt khách, tăng hơn 11.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hai ngày cao điểm là mùng 3 và mùng 4 Tết, dự kiến sẽ đón khoảng 65.000 lượt khách. Thưa quý vị và các bạn, từ nghề trồng hoa cây cảnh, người dân thôn Tả Trải, xã Tả Phìn, thị xã Sapa đã xây dựng được những ngôi nhà khang trang bề thế, có của ăn của để, đầu tư cho con em học hành. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mà bà con nơi đây còn đoàn kết, chung sức đưa Tả Trải từ một thôn nghèo khó khăn trở thành thôn kiểu mẫu 5 năm liên tiếp. Khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông ôm trọn lấy căn nhà bằng gỗ khang trang của gia đình ông Lý Phủ Triều là thành quả sau hàng chục năm gắn bó với nghề trồng hoa, phục vụ thị trường Tết. Theo ông Triều, bên cạnh sự khéo léo của người trồng, thì sự ưu ái của thiên nhiên, thuận lợi của thời tiết là rất quan trọng, giúp những gốc lan được tiếp thêm sức sống, đua nhau khoe sắc mỗi dịp Tết đến xuân về. Thôn thì cũng thấy là cây đấy là có chủ lực cho bà con, hay là tuyên truyền vận động bà con, hay là các cái hộ gia đình thế là mở rộng cái diện tích cũng như các cái chậu lên. Về sau thì thôn cũng triển khai là bắt buộc là mỗi một hộ phải trồng ít nhất từ 50 giò trở lên. Thế là bà con cũng thực hiện tốt là trồng lên. Thế... Bén duyên với nghề trồng hoa cách đây 8 năm, gia đình anh Tần Văn Diệu cũng tích lũy được của ăn của để, có thêm vốn mở rộng sản xuất. Ngoài trồng địa lan, vài năm gần đây, anh Diệu cùng nhiều hộ trong thôn, trong xã còn mở rộng diện tích trồng thêm đào phai, đào thất thốn và nhất chi mai. Qua Tết xong là mình phải dự kiến là gia đình dự kiến là trồng thêm là 200 gốc mai và thêm cái đào thất thốn. Đấy, và tiếp tục vào cái trồng thêm về cái phong lan. Giờ lan là cũng gia đình là cũng có rất nhiều luôn, tầm khoảng là 200 đến 300 gốc. Về làm cái kinh tế thì lúa bây giờ cũng khoan thưa, bây giờ cũng bỏ rồi. Bây giờ chỉ tập trung vào cái lan thôi. Đấy. Cái lan là thu nhập là cao nhất. Từng là thôn nghèo nhất nhì thị xã Sapa, kinh tế của người dân Tả Trải phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp.
Nhờ mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cây hoa, Tà Trải từng bước vươn mình mạnh mẽ, trở thành thôn kiểu mẫu của thị xã. Tà Trải là thôn có diện tích trồng hoa lớn nhất xã với trên 20 hectare. Nhờ trồng hoa, nhiều hộ có thu nhập từ vài trăm triệu đồng cho tới hàng tỷ đồng. Thì nhà cửa đã khang trang hơn, nhà được làm to hơn, đẹp hơn so với trước đây. Và cái nữa thì người dân đã tự chủ động và đoàn kết trong cái việc phát triển kinh tế xã hội tại thôn và cùng giúp đỡ lẫn nhau, hộ này khó thì hộ kia là giúp đỡ. Ẩn mình giữa những vườn lan, vườn đào khoe sắc thắm, làng tỷ phú Tà Trải như một bức tranh xuân sinh động, tràn đầy sức sống. Những đổi thay từ tư duy đến hành động của đồng bào nơi đây đã biến vùng đất một thời gian khó trở thành một vùng quê đáng sống. Tiếp theo là thông tin về thị trường du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, du lịch Lào Cai sôi động với nhiều tour du lịch, trong đó tour sang Hà Khẩu Trung Quốc được nhiều du khách lựa chọn. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là khoảng thời gian để các nhóm gia đình, khách du lịch thực hiện những chuyến du xuân, là cơ hội cho công ty lữ hành, các điểm du lịch thu hút du khách. Bên tớ có chạy cả tour ghép Hà Khẩu đó. Tour ghép thì ghép rất là nhiều đoàn với nhau nên là có những hôm nó lên đến tầm 60-70 khách, 80 khách cũng có. Hầu hết là tớ sẽ dẫn tour là mọi người đi Sapa và kết hợp với Hà Khẩu. Mọi người sẽ lên Sapa sau đó sẽ xuống Hà Khẩu chơi. Tớ dẫn mọi người chú ý đi khám phá ẩm thực với cả chụp ảnh check-in đường phố với cả một số điểm mua sắm. Bên tớ là từ mùng 1 đã có khách Hà Khẩu rồi. Và bắt đầu từ mùng 3 trở ra sẽ đông hơn rất nhiều. Nhiều du khách lựa chọn tour Hà Khẩu bởi thủ tục nhanh gọn đơn giản, không cần visa và hộ chiếu, chỉ cần sổ thông hành và giá cả phù hợp. Giá tour Hà Khẩu một ngày từ 400.000 đồng một người, tùy thuộc vào số người đi trong đoàn. Với tour kết hợp Hà Khẩu Sapa 3 ngày 2 đêm có giá dao động từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng một người. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, lễ gia quân phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai và phong trào thi đua thực hiện nghị quyết 10 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2. Sự kiến lễ gia quân phát động cấp tỉnh sẽ được tổ chức trước ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại huyện Bảo Thắng. Lễ gia quân phát động cấp huyện, cấp xã hoàn thành trong tháng 2 năm nay. Lễ phát động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới với những việc làm thiết thực cụ thể. Năm 2024, Lào Cai phấn đấu có thêm 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 48 thôn nông thôn mới và 36 thôn kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa xuân đến, trên dẻo cao Bắc Hà lại vào mùa hoa mận, hoa lê, sẵn sàng đón chào du khách đến với miền đất cao nguyên trắng. Gia đình bà Tráng Thị Lan, thôn Na Hối Tây, xã Na Hối, có hàng trăm gốc mận tam hoa đang vào mùa hoa nở rộ. Để có được mùa hoa đẹp, quả ngon, gia đình bà đã chăm sóc kỹ càng, sẵn sàng chào đón du khách đến với vườn mận của gia đình mình. Chúng tôi hái quả xong thì chúng tôi sẽ cắt tỉa những cái cành mận để tạo cành mận như thế nào cho nó đẹp. Thì để mùa xuân thì chúng tôi đón khách du lịch đến tham quan ở cái khu vực Bắc Hà chúng tôi. Cùng với mùa hoa xuân, các dịch vụ homestay của người dân Bắc Hà cũng chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo để phục vụ du khách. Chúng tôi đã chuẩn bị thật tốt về phòng, về cơ sở vật chất. Và về các cái chúng tôi đưa cả các cái nét văn hóa của vùng cao Bắc Hà vào để có những cái điều kiện tốt nhất để đón du khách trong cái đợt mùa hoa của mùa xuân năm nay. Ngay trong những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều du khách đã tìm đến với Bắc Hà để chiêm ngưỡng sắc hoa mận trắng, chụp cho mình những bức ảnh lưu niệm nhân dịp xuân về. Một khu vườn mà khi lên thì trắng xóa, toàn là hoa mận thôi nên là phải nói là thật sự là rất là đẹp. Và thêm nữa là người dân đã gieo những cái luống rau cải và đã nở hoa vào đúng cái dịp xuân này. Và thật sự là đặc sắc và rất là đẹp. Rất mong muốn là sẽ có những cái dịp khác được đến thăm Bắc Hà và tiếp tục được trải nghiệm và được thưởng thức các đồ ăn ngon, đặc sản
ở địa phương mình ở đây. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, không chỉ có hoa mận trắng, một số lễ hội của các dân tộc trên cao nguyên trắng sẽ được địa phương tổ chức để du khách đến trải nghiệm du xuân. Trên cao nguyên trắng Bắc Hà hiện tại giờ đang là mùa hoa mận nở, sẽ là một cái điểm nhấn để đón chào du khách đến với Bắc Hà. Và trong cái dịp này thì huyện Bắc Hà cũng sẽ tổ chức cái lễ hội gầu tàu bắt đầu từ ngày 4 đến 6 Tết. Đây là một cái lễ hội của đồng bào dân tộc vùng cao của huyện Bắc Hà, cũng sẽ là một cái điểm để du khách đến với Bắc Hà thì sẽ được tham gia vào cái lễ hội xuân. Mùa xuân với bạt ngàn sắc trắng của hoa mận sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. Huyện Bắc Hà cũng dự kiến tổ chức festival cao nguyên trắng vào đầu tháng 3 tới khi hoa lê khoe sắc ở nơi đây. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử được quy định tại Điều 69, Nghị định 52 năm 2013 của Chính phủ, cụ thể như sau. Thương nhân, tổ chức cá nhân thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng phải xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung sau. Mục đích thu thập thông tin cá nhân, phạm vi sử dụng thông tin, thời gian lưu trữ thông tin, những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó, địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin. Những nội dung trên phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân phải được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website này. Tiếp theo chương trình, Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Campuchia ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực về kích thước, hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ có thay đổi. Cụ thể, dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thành Bộ Công an. Đặc biệt, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhận dạng, vân tay ngón trỏ, trái và ngón trỏ phải. Bộ Công an cho biết thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực mùng 1 tháng 7 năm 2024, vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước thì được cấp thẻ mới theo quy định. Cùng với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cũng vận hành thông suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết đẹp nên người dân đi du xuân ngắm cảnh thủ đô Hà Nội nhiều hơn và tàu Cát Linh Hà Đông là phương tiện được khá nhiều người lựa chọn, đặc biệt là các hành khách lớn tuổi. Tàu điện Cát Linh Hà Đông cũng là lựa chọn hàng đầu cho chuyến du xuân của nhiều gia đình. Đối với nhiều hành khách, sự thoải mái, tiện nghi trên mỗi khoang tàu thực sự đã mang lại cảm giác vui vẻ, thư thái và dễ chịu xuyên suốt cuộc hành trình đầu năm. Cuối tháng 1 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo, thể hiện quyết tâm trong thực thi chiến lược về phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Các trường đại học trên địa bàn cũng tham gia đào tạo sinh viên hướng đến xây dựng ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Trung tâm nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo được thành phố Đà Nẵng thành lập để đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng nguồn nhân lực phục vụ ngành thiết kế vi mạch trong tương lai. Đây cũng là nơi kết nối, hợp tác quốc tế và hỗ trợ các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Hiện trung tâm đã hợp tác cùng 5 trường đại học đào tạo sinh viên theo nhu cầu doanh nghiệp. Từ năm 2025 trở đi thì chúng tôi cũng sẽ mở các lớp upskill và convert những cái ngành gần như là ngành tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ thông tin, chuyển sang thiết kế vi mạch để tạo ra một cái nguồn nhân lực với mục tiêu là đến năm 2030 thì Đà Nẵng cung cấp ít nhất khoảng là 10.000 nhân lực. Các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng hiện cũng đã chuẩn bị được đội ngũ giảng viên có chuyên môn, đồng thời cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo sinh viên ngành vi mạch theo chuẩn quốc tế cũng đang được đầu tư. Triển khai vừa chương trình đào tạo đã sẽ mở trong năm nay và đồng thời cũng sẽ dự kiến sẽ
có một cái phòng thí nghiệm đầu tiên của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung, có các cái thiết bị phần cứng để đo kiểm thử các cái chip, các cái vi mạch bán dẫn, mà sau khi học viên thiết kế ra thì chúng tôi sẽ có thiết bị để mà đo kiểm thử lại. Được các thầy hướng dẫn cho em về thiết kế vi mạch như là test thử về vi mạch, và được thầy cô là hướng dẫn đấy, và em mong muốn được làm thiết kế bán dẫn này sẽ được mở rộng hơn trong ngành của em, để em học tập được nhiều hơn. Chuẩn bị nguồn nhân lực đón đầu làn sóng đầu tư vi mạch bán dẫn, Đà Nẵng sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nhân tài, đồng thời đẩy mạnh hợp tác cùng các tập đoàn vi mạch bán dẫn toàn cầu để đưa ra chương trình đào tạo cụ thể theo chuỗi cung ứng quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố sẽ có những chính sách từ quỹ ngân sách nhà nước để các đối tượng được đào tạo bổ sung, đào tạo dài hạn, đào tạo chuyên gia, đào tạo kỹ thuật lĩnh vực vi mạch bán dẫn làm việc tại Đà Nẵng. Tin thế giới, đã thành thông lệ trong các kỳ nghỉ đầu năm mới, đông đảo du khách lại đổ về thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc để tham dự lễ hội băng đăng thường niên. Với chủ đề hẹn hò Cáp Nhĩ Tân, băng tuyết sưởi ấm thế giới, lễ hội băng đảng quốc tế Cáp Nhĩ Tân đã được vinh danh kỷ lục Guinness Thế giới với hạng mục công viên chủ đề băng tuyết lớn nhất thế giới. Với diện tích lên tới hơn 800.000 m², trưng bày hơn 2.000 tác phẩm điêu khắc bằng băng. Theo ban tổ chức, bất chấp cái rét lên đến âm 20 độ C, lễ hội băng đăng năm nay đã thu hút hơn 3 triệu du khách trong đợt nghỉ lễ kéo dài 3 ngày mừng năm mới 2024. Những hoạt động mùa đông đầy màu sắc ở thành phố băng Cáp Nhĩ Tân những ngày này cũng góp phần mang lại lợi nhuận lớn cho ngành du lịch và dịch vụ thành phố. Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trong thời gian tới có thể sẽ tăng vọt, nhất là sau khi thỏa thuận miễn thị thực giữa hai nước sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Trip, công ty lữ hành trực tuyến hàng đầu Trung Quốc cho thấy, ngay sau khi thỏa thuận miễn thị thực được công bố, lượng tìm kiếm trên các trang web du lịch Trung Quốc liên quan đến Thái Lan đã cao gấp 7 lần so với ngày hôm trước. Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Samui và Pattaya là những điểm đến được du khách Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất. Tổng cục du lịch Thái Lan khẳng định đã chuẩn bị tốt nhất các dịch vụ liên quan để sẵn sàng chào đón làn sóng du khách Trung Quốc, coi đây là cơ hội để đưa ngành du lịch nước này lên một tầm cao mới. Hãng sản xuất sô-cô-la nổi tiếng thế giới Hershey vừa thông báo giá sô-cô-la dự kiến sẽ tăng trong dịp lễ Valentine sắp tới do giá nguyên liệu cacao hiện ở mức cao kỷ lục. Trong tuần kết thúc ngày 9 tháng 2 vừa qua, giá cacao thế giới đã tăng vọt trên 19%, đạt mức kỷ lục 5.909 đô la Mỹ trên một tấn, cao hơn tới 40% so với giá giao dịch đầu năm nay. Các thương gia cho biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn bình thường tại các nước trồng cacao lớn ở Tây Phi đã ảnh hưởng tới mùa màng, đe dọa làm giảm sản lượng thu hoạch. Cây cacao rất dễ bị bệnh do nhạy cảm với bất kỳ sự thay đổi thời tiết nào, đặc biệt là khi thời tiết ấm hơn. Tại các nước Tây Phi, hiện tượng El Nino xuất hiện đã tác động đến thời tiết, đe dọa mùa màng. Do thu hoạch tiếp tục kém nên giá cacao có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới. Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số các ca bệnh này lên 9 trường hợp kể từ ca đầu tiên ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2022. Trong thông cáo báo chí, Bộ Y tế Campuchia dẫn kết quả xét nghiệm 2 ngày trước đó của Viện Y tế Công cộng Quốc gia xác nhận 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới phát hiện ở địa bàn các quận tại thủ đô Phnom Penh đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ca mắc đậu mùa khỉ gần nhất được ghi nhận ở Campuchia vào ngày 5 tháng 2, sau 2 trường hợp được ghi nhận vào đầu tháng 1. Với 3 ca vừa phát hiện, tổng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận ở Campuchia hiện là 6 trường hợp kể từ đầu năm 2024. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 12 tháng 2 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, đêm về sáng trời rét hại. Nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%.
Khu du lịch Sapa, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù, gió bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.